Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm bánh lăng cà phê G7. Nguyên liệu của bánh lăng cà phê G7 gồm có 5 trái trứng gà, sữa đặc thì mình xài nửa lon. Và đây là chanh thì mình xài một miếng nhỏ. Và đây là sữa tươi không đường 2 bịch. Và đây là đường cho vào sữa là 30g. 30g thì mình lường một cái ly đo lường này là 34ml nè. Đó, và tới 34ml là 30g đường. Và đường làm caramel á, 25g thì mình cũng lường vô cái ly này thì nó là 28ml. Đó, 28ml là cái đường này nè. Và đây là muối. Muối thì mình xài một đầu đũa thôi. Và đây là hương vani, mình xài 1/3 muỗng cà phê. Và đây là cà phê G7, mình xài 2 gói. Trước tiên mình đi thắng caramel. Đây là 25g đường. Mình cho đường, cho nước và ướt đường thôi, không cần cho nhiều. Và mình nặn vào đây một miếng chanh nè, và miếng chanh nhỏ thôi. Đó, đây là một miếng chanh nhỏ. Và bật bếp lên. Mình để lửa nhỏ. Tiếp theo mình cho 2 gói cà phê G7 ở trong này. Và mình cho vào đây là 30g đường. 30g đường tức là 34ml đó. Mình lường vào cái này nè, được 34ml. Và mình cho vào đây là một đầu đũa muối. Đó, một đầu đũa muối. Và mình khuấy đều lên nè. Khuấy đều lên cho nó hòa quyện với nhau nữa. Rồi mình cho sữa vào cho nó dễ tan. Tại vì cà phê này nó vô nước nó khó tan lắm. Nó đóng cục lại cho nên mình cho như vậy nè. Và cà phê G7 với lại sữa đường nó hòa quyện với nhau rồi thì mình cho vào đây là 2 bịch sữa tươi không đường. Sữa tươi có đường thì nó không ngon bằng sữa tươi là không đường. Sữa tươi không đường khi nào nó cũng béo hơn ấy. Và bây giờ mình khuấy cho nó tan. Và trong này là mình cho nửa lon sữa ông thọ. Nửa lon sữa ông thọ là 185g. Tại vì mình cân rồi, một lon sữa chỉ có 370g thôi. Và mình cũng cho vào đây là 1/3 muỗng cà phê hương vani. Đó, 1/3 thôi. Mình không có cho nhiều quá sẽ bị đắng nha. Lúc này caramel của mình nó sắp được rồi. Đó, nó sắp được rồi. Ta không có thắng caramel non quá. Non quá thì nó không có thơm. Và nếu mà già già quá thì không có tốt cho sức khỏe. Và đã là caramel thì phải đắng. Có những bạn hỏi, chị ơi sao em thắng caramel nó bị đắng. Caramel là, đã gọi là caramel là phải đắng. Chứ không đắng là không phải là caramel. Và caramel đắng thì ăn bánh lăng nó mới ngon. Bây giờ thì mình tắt bếp nè. Đó, mình để chờ nguội một xíu nữa mình sẽ cho nước lạnh vô. Nếu ta muốn nó không có văng lên thì ta cho nước nóng á. Nhưng mà mình lầm biếng nấu nước nóng quá, mình cho nước lạnh. Đó, mình để cho nó nguội chút xíu. Đó, mình cho vô này. Cho từ từ thôi. Mình cho nhiều thì nó văng tung tóe lên. Đó, mình cũng cho một lượng vừa phải thôi, chứ không có cho nhiều quá. Và bây giờ mình bật bếp lên. Và mình cũng đun lửa nhỏ. À, một lát nữa thì nó tan hết luôn. Và bây giờ thì mình đánh trứng. Đây là 225g trứng. Và 5 trái trứng thì mình bớt lại như đây lòng trắng nè. Như đây lòng trắng thôi. Nếu ta không bớt lại ta làm luôn vẫn được. Đó, nhưng mà làm luôn thì bánh nó không có ngon bằng bớt lại đây này. Đó. 5 cái trứng mình bớt lại 5 như đây lòng trứng nè, lòng trắng nè. Nhưng mà nếu trứng nhỏ thì ta có thể không bớt lại vẫn được. Trứng nhỏ là nó sẽ đủ 225g. Nhiều lòng trắng quá, nhiều trứng quá thì bánh nó sẽ cứng. Đó, mình bớt lại nhiêu đây. Và trứng thì mình cứ đánh thoải mái. Đó, đánh thoải mái. Không có phải là sợ bọt đâu. Bọt là khi nào mà mình rỗ là do cái khâu mình hấp á, lửa to quá.
hay là mình hấp quá giờ thì nó sẽ bị rỗ thôi, chứ còn mình đánh như vậy là vô tư không có sao hết. Và mình đánh kỹ nha, mình đánh kỹ để cho lòng trắng nó tan hết. Nếu ta không đánh kỹ thì mình rơi lại lòng trắng nó ở lại rất nhiều. Mọi người đừng có sợ là nó đánh như vậy mà nó rỗ, không phải là đánh như vậy nó rỗ đâu. Bây giờ trứng mình hòa quyện với nhau rồi thì mình đánh như vậy này đó, đánh như vậy để cho cái lòng trắng nó tan hết, nó không có còn lại nữa. Và lúc này caramel của mình nó keo này đó, nó keo lại như vậy là được. Mình tắt bếp này, khoảng 3 phút thì mình đổ ra khuôn. Rồi bây giờ mình đổ caramel ra khuôn này. Đó, mỗi cái mình cho khoảng nửa muỗng cà phê. Và mình không cần lắc nha, mình cứ để yên như vậy. Nếu mình lắc, khi nào mà cho sữa vô là tự nó tan ra, chứ không cần phải, khi nào mà sữa nó nóng rồi á, là tự nó tan ra, chứ không cần phải lắc. Và bây giờ caramel mình dính nhiều rồi nè, ta có đổ thêm một tí nước nó vô, ta đun lại vẫn được. Đó, đun lại cho nó chảy ra hết luôn. Và bây giờ cái sữa mình nó tan rồi nè, đó, mình khuấy như vậy nè, mình không nghe tiếng xạo xạo nữa là tan hết đường rồi. Và đây là trứng nè, mình đã khuấy nhuyễn, thật là nhuyễn rồi đó, mình khuấy rất là nhuyễn rồi. Thì bây giờ mình rây, ta có thể đổ thêm một ít sữa vào đây nè, cho nó lỏng dễ rây hơn. Đó. Nó lỏng thì mình sẽ rây nó dễ hơn. Đó, mình đổ qua đây. Và trên rây này nó còn một ít lòng trắng này, mình nghiền xuống luôn. Để cho cái sữa mình nó đặc á. Đó, cho hết trứng luôn. Ta không nghiền vẫn được, nhưng mà nếu ta không nghiền thì cái bánh lăng của mình nó hơi bị thiếu trứng một chút xíu đó. Nó nghiền luôn. Đó, mình khuấy đều lên trước khi đổ vào khuôn. Và bây giờ mình đổ vào khuôn này. Đó, mình đổ cái ly, mình đổ cho nó dễ. Ta không nên đổ đầy quá nhé. Đổ đầy quá thì nó lâu được lắm. Và mình đổ cho đều. Và bây giờ thì mình đậy nắp bánh lăng này. Và mọi người ơi, khuôn này là khuôn số 2 nhé. Và cái khuôn kỳ này nó nhỏ hay sao á. Mình làm được nửa lon sữa mà được tới 15 hũ luôn. Tại vì khuôn mỗi ngày nó một làm nhỏ đi á. Khuôn số 2 mà nửa lon sữa làm được 15 hũ, tức là một lon sữa mình làm được tới 30 hũ luôn. Và mình mua hũ thì mình mua hũ chữ Kim Hưng này nó tốt nè. Đó. Hồi trước mình có lần mình mua hũ á, nó không có hiệu nhãn hiệu này nè. Trời ơi, làm xong nó chảy hết một bàn luôn, nó bị lỗi, tức là nó bị lúng ngay chỗ này nè. Cái làm xong chảy đầy một bàn luôn. Ta mua cái loại Kim Hưng này tốt nè, đó, loại Kim Hưng này. Và mình mua là ở Buôn Ma Thuột đó là tới 28.000 một bịch. 50 cái, còn ở Đồng Nai thì mình mua chỉ có 18.000 thôi. Ở Buôn Ma Thuột mà sao nó bán đắt quá. 28.000 50 cái, còn ở Đồng Nai á là mình mua 18.000 50 cái. Và bây giờ để hấp bánh thì mình cho vào đây 1 lít nước thôi nè, đó 1 lít nước thôi. Và mình cho những chanh héo vào đây này đó, để cho cái nồi mình khi hấp xong nó trắng, nó không có đen. Đó, bánh lăng mình xếp vào trong nồi này nè. Cái nồi mình nó rất là rộng. Tại vì mình ở quê á, không có cái nồi nhỏ cho mình hấp cái nồi rộng. Và nồi rộng thì mình hấp mình khó canh lửa lắm, tự vì không có quen đó. Và mình bật bếp lên và mình để lửa nhỏ, nó quay ngược kim đồng hồ. Và đây là bánh lăng của mình rồi đó. Đó, mình thử bên này nó hơi rung rinh vậy là được này. Đó, nó rung rinh vậy là rất là được, là ngon hả? Đó, mọi người nhìn này, hơi rung rinh thôi là được, bánh lăng mình được rồi. Và mọi người ơi, đây là bánh lăng mình mới hấp xong nè. Đó. Và mình sẽ lấy thử một cái để cắt cho mọi người xem. Và đây là bánh lăng này, mọi người nhìn là rất là mịn không? Rất mịn, mịn láng luôn. Đó. Đó, mình để gần cho mọi người coi nè. Bánh lăng rất là mịn, mịn như là da em bé vậy đó. Đó, mọi người nhìn thấy bánh lăng của mình rất là mịn luôn. Và cái
Cà phê G7 này á, thì mua rất là dễ, quán nào cũng có hết á, quán nào cũng bán cà phê G7 hết. Nếu ta không thích uống cà phê G7 thì ta thay thế bằng ca cao, và ca cao thì nó sẽ ngon hơn Milo. Milo thì nó nhạt nhẽo lắm, nhưng mà ca cao thì khó mua, còn cái cà phê G7 này rất dễ mua và rất tiện luôn. Thí dụ như mình làm một lần á, là nửa lon sữa mình cho hai gói G7. Nếu ta không thích uống thì ta thích uống lật lật hơn thì mình có thể bỏ 1,5 gói đó. Và bánh lăng này thì hôm nay mình nhà mình đang hấp nhưng mà bị hết ga, cho nên là mình không có canh được, là hôm nay mình hấp tới 50 phút lận, tại vì đang hấp hết hết ga cho nên là mình không có canh được cái giờ đó. Và ta hấp bánh lăng thì ta nên là mở ra ta xả hơi bớt, hay là ta thăm á, ta thăm bánh thì ta xả hơi, coi giống như ta xả hơi bớt cho nó đỡ rỗ, tại vì cái hơi con lên mạnh thì nó dễ rỗ lắm. Và mình nên để một cái khuôn á, không biết lăng là mình đậy hờ như thế đó, mình đánh nắp to đậy hờ vậy là khi mình thăm bánh thì dễ. Khi mình thăm bánh nó có khi mình đụng cái nồi cái thì nó rung rinh một cái là mình biết à. Đó, cái thí dụ như cái khuôn máy lăng như vậy. Mình nhấc cái nồi đi nó rung rinh là mình biết. Hay là ta về sau này thì mình mở ra nắp mình dễ rồi đó. Mình xài cái hũ nhỏ mà cái nắp to, một khuôn thôi, cần một khuôn hai khuôn thôi. Đó, nắp to mình mở ra mình thăm nó dễ còn hơn. Cái hũ này mình mở ra nó hơi khó này. Hũ này mở ra là nó hơi khó. Cho nên là mình dùng cái hộp nhỏ nhưng mà cái nắp to để mình thử mới lăn dễ lắm. Mình mở ra là mình thấy rung rinh hay không là mình biết. Hay là ta có thể nhấc cái nồi lên một cái như vậy là nó rung rinh là nhìn thấy thì mình dễ biết hơn. Và hấp bánh lăng này thì nó quan trọng nhất là cái khâu hấp á. Ví dụ như cái nồi nhà bạn mà nó nhỏ thì mình hấp sẽ nhanh hơn. Hay là trời nóng thì hấp nhanh hơn, còn trời lạnh thì hấp nó lâu. Hay là hai bếp ga. Ví dụ hai bếp ga như vậy mà mình nấu cả hai bếp thì mình hấp sẽ lâu hơn, mà mình nấu một bếp thì bánh nó sẽ nhanh hơn. Chứ nếu mà có nhiều người bảo rằng chị ơi sao chị em hấp theo chị, công thức giống chị, giờ giống chị mà tại sao bánh lăng của em nó bị rỗ, là thí dụ như là cái bếp nhà bạn nhiều khi á là cái ga thì nó không có số, mà cái mình thường thường mình vặn là mình vặn vặn ngược lại đồng hồ á, mà cái bếp ga nhà bạn nó cái số nó yếu thì nó sẽ lâu hơn, và ga nhà bạn số mạnh thì nó sẽ nhanh hơn. Có người bảo em hấp giống chị mà lại không thành công, còn có những người ơi cô ơi con hấp rất là ngon, ngon tuyệt luôn, nó ngon phải là trên tuyệt vời luôn. Cho nên là khâu hấp rất quan trọng, là mình tốt nhất là mình nên thăm nhiều lần, tại vì mình hấp chưa quen á thì mình phải thăm nhiều lần. Bảo là phòng bệnh hơn chữa bệnh, chứ mình cứ để thí dụ như để 35 phút là 35 phút mình dở ra là bánh dễ dễ bị rỗ lắm. Có người nói rằng là em làm bánh lăng mà em hấp hả nó nở như bánh bò thì đó là quá giờ, đó là bánh lăng bị quá giờ. Và có người hấp mà nói giờ này vẫn có một hai hai cháu nói cô ơi con hấp bánh lăng làm sao mà nước đường nó cứ tràn lên á. Nước đường tràn lên tức là cái nó là bánh lăng thì nó là trứng mà mình nấu lâu chín quá thì trứng nó sẽ teo lại, và teo lại thì nước đường nó tràn lên, nước đường nó sẽ tràn lên trên như vậy này đó. Chứ không có ai tài giỏi là nó hấp một lần mà ngon được hết á, phải là trăm hay không bằng tay quen đó. Mình bánh lăng là trứng mà hấp lâu nó chín quá thì không cần phải là rỗ đâu, nhưng mà bạn để lửa nhỏ nhưng bạn hấp lâu nó vẫn chín, và là chín quá, nó chín quá thì cái trứng nó sẽ teo lại, và teo lại thì nước đường nó sẽ tràn lên như vậy thì bảo là đó là nước đường bị tràn lên. Còn thí dụ như là mình cái nồi nhỏ mình hấp thì nó sẽ nhanh nhanh được hơn là cái nồi lớn. Nồi lớn thì nó tỏa nhiệt đi hết, nó sẽ lâu được. Đó là những bí quyết của làm bánh lăng. Và có một cháu hỏi rằng cô ơi con hấp bánh lăng làm sao nó bở, nó không có dai, thì là do cháu để lửa nhỏ quá, để lửa nhỏ quá thì nó cũng không có dai, nó sẽ bở bánh. Có cháu hỏi rằng cô ơi sao nước caramel nó đắng, nước caramel là phải đắng, đắng mới thành caramel được, đã gọi là caramel là phải đắng, mà nó hơi ngâm ngâm đắng thì ăn bánh mới ngon, chứ nếu mà nó ngọt ngọt lịm thì ăn lại không có ngon. Và có những người lại thích ăn đắng, giống như uống cà phê ấy. Uống cà phê là phải đắng, chứ uống cà phê mà ngọt thì không phải là gọi là cà phê, mà nó gọi là chè cà phê. Và nếu bánh lăng á mà hấp mình mở ra nhiều lần quá nó cũng rất là lâu, tại vì mở ra nhiều lần thì nó bị nhiệt nó tỏa đi hết rồi nó lâu. Cho nên là mình hấp không quen thì mình cứ mở ra mình thăm 3 4 lần cũng được, chứ mình cứ để một lần mình thăm là bánh dễ bị rỗ lắm. Mình hấp á, ở Đồng Nai á, thì mình có cái nồi nhỏ thì mình hấp
30-35 phút là được thôi. Nhưng mà ở đây á, mình đang ở Buôn Mê Thuột này, mình không có cái nồi hấp, mình hấp cái nồi rất là bự, rất là to luôn, cái chõ bánh bao mà chõ to á, cho nên là nó lâu được lắm. Có hôm mình hấp tới 40 phút. Mà hôm nay thì mình hấp có 1 lít nước thôi, mình cho ít nước nó cũng lâu được, mà cho nhiều nước quá hấp nó cũng nhanh lắm, và nhanh quá thì dễ bị rỗ. Hôm nay mình hấp 1 lít nước thôi, và hấp 1 lít nước thì nó cũng lâu lắm. Hôm nay là mình hấp mà mình không canh được giờ, tự vì là cái chõ của mình đang hấp bị hết ga. Hôm nay mình hấp tới 50 phút đó. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình luôn luôn để ở phần nhận xét, phần mô tả. Hôm nay mình để ở phần mô tả, và cách làm mình để ở phần mô tả. Mọi người xem video thì chấm một cái mũi tên nhỏ ở bên tay phải và kéo lên, thì công thức và cách làm mình để ở đó.